xếp cho ta một trận đấu nữa với thằng Phi. Có giải nghệ rồi. Anh phải đấu thêm một trận nữa. Trận cuối. Trước khi trả thù, nên tự đào mộ cho mình. Tôi có thể đào hàng trăm cái mộ. Có một nơi ở Việt Nam được gọi là đỉnh Mù Sương.